Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bắc Ninh tổng kiểm tra chất kích thích lái xe ô tô qua địa bàn. Thái Bình kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tình trạng thực phẩm bẩn. Ngành giáo dục Ninh Bình khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học của học sinh. Sinh viên Đại học Hải Dương có nhiều giải pháp bảo vệ môi trường. Huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên thu 50 tỷ đồng từ trồng cây có múi. Mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Với mục tiêu phấn đấu năm 2019 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành huyện nông thôn mới, Đảng bộ và chính quyền nhân dân các xã trên địa bàn huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đang tích cực tuyên truyền vận động nhân dân góp công sức kinh phí để hoàn thành các tiêu chí theo quy định. Từ năm 2011 đến nay, các xã của huyện Tiên Lữ đã huy động nguồn lực trong dân cùng các nguồn đầu tư của tỉnh, huyện và các nhà tài trợ gần 1.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2018, toàn huyện đã có 8 trên 14 xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, hai xã An Viên và Thụy Lôi đã đạt 19 trên 19 tiêu chí. Hiện chỉ còn 4 xã chưa hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là Minh Phượng, xã Lệ Xá, xã Cương Chính và xã Đức Thắng. Năm 2019 này, ngoài nguồn vốn của tỉnh, huyện Tiên Lữ có kế hoạch đầu tư thêm 120 tỷ đồng để các xã hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, phấn đấu 100% xã đều đạt chuẩn nông thôn mới và các tiêu chí còn lại của huyện để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới. Theo đánh giá của Ngân hàng Chính sách tỉnh Nam Định, năm 2018, tổng dư nợ toàn hệ thống đạt trên 2.834 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm đạt 79,4%. Hiện Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh đang thực hiện 11 chương trình tín dụng chính sách, trong đó một số chương trình cho vay có dư nợ lớn là cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ cận nghèo, hộ nghèo và hộ mới thoát nghèo, cho vay học sinh sinh viên, cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ nghèo hỗ trợ về nhà ở theo Nghị định 167. Từ nguồn vốn vay đã giúp cho hàng nghìn hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ gia đình chính sách phát triển sản xuất, trong đó đã giúp 2011 hộ nghèo thoát nghèo bền vững, tạo việc làm mới cho 1.605 lao động, trên 34.000 hộ có công trình nước sạch, nhà vệ sinh đảm bảo môi trường nông thôn, trên 5.000 sinh viên nghèo có cơ hội được theo học tại các trường cao đẳng đại học. Bên cạnh các hoạt động đầu tư hỗ trợ vốn, cán bộ công nhân viên Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh còn tích cực hưởng ứng các hoạt động từ thiện nhân đạo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội vào các dịp lễ Tết. Thưa quý vị và các bạn, tập tục thờ cúng tổ tiên thể hiện được tính nhân văn của dân tộc Việt. Chẳng thế mà khi chuẩn bị cho Tết, không ai không mua vài thẻ hương đặc biệt về thắp cho ông bà tổ tiên mình. Cũng bởi vậy mà những ngày này, làng hương Lai Triều, xã Thụy Sương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Gia đình bà Nguyễn Thị Hứng là một trong những hộ làm hương lâu đời nhất ở thôn Lai Triều. Theo bà Hứng, điểm đặc biệt khiến hương Lai Triều luôn được khách hàng ưa chuộng chính là bởi nguyên liệu làm hương hoàn toàn tự nhiên như nhựa chám, mía phơi khô và rễ cây hương bài. Chính vì thế, những ngày gần Tết, gia đình bà phải làm việc hết công suất để có lượng hương xuất bán đi các đại lý trong và ngoài tỉnh. Riêng cái tăm là phải chuẩn bị từ tháng 6, tháng 7 rồi phơi cho nó nổ. Thế rồi là rễ cây hương bài, rồi mía cũng phải chuẩn bị từ lâu rồi. Phơi nó nổ rồi nghiền ra bột rồi đóng vào bao. Bây giờ là phải làm 6, 7 vạn, 8, 9 vạn một ngày. 6 người làm đến 11 giờ đêm. Thôn Lai Triều hiện có khoảng trên 100 hộ sản xuất hương. Những người làm hương lâu năm ở Lai Triều cho biết, ngoài nguyên liệu tự nhiên thì cách pha trộn nguyên liệu, cách phơi hương và làm hương bằng tay cũng là bí quyết để tạo nên sản phẩm hương chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, để sản xuất ra những nén hương thơm như thế này thì đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo của đôi bàn tay người thợ, bởi vì làm hương là một công việc hoàn toàn thủ công. Ngày hương Lai Triều làm thủ công là cái nhựa của nó dẻo nên không làm được ở máy, là nó bám vào máy không làm được. Thế là làm thủ công thế này thì ưu điểm nén, làm từng nén một thì nó đảm bảo mà nó chặt nén hương. Hương Lai Triều là không sử dụng hóa chất, từ trước giờ là làm thủ công, hóa chất thì nó độc hại lắm. Hàng cuối năm thì nói chung là làm bao nhiêu hết bấy nhiêu. Thế là làm cả ngày đến 2-3 vạn rồi cuối cùng cũng giao hết. Nghề làm hương ở Lai Triều
đã tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng. Trung bình một năm, làng Lai Chiều cung cấp ra thị trường 100 triệu nén hương với doanh thu từ 25 đến 30 tỷ đồng. Với lịch sử phát triển hàng trăm năm, sản phẩm hương Lai Chiều đã có mặt trên mọi miền Tổ quốc. Mỗi một nén hương thơm được làm ra đều mang theo sự tỉ mỉ, khéo léo và sự thành kính của người dân Lai Chiều. Những năm vừa qua, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn đã hình thành, phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng bền vững, thời gian qua, các địa phương trong huyện đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về chính sách phát triển nông nghiệp của tỉnh và huyện, chú trọng chuyển dịch cơ cấu giống mùa vụ hợp lý, nhân rộng các giống cây trồng mới. Đặc biệt khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, thay đổi tư duy, nhận thức sản xuất nông sản thực phẩm sạch, an toàn, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Mặt khác, đồng hành với bà con trong tìm kiếm thị trường, giới thiệu quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Nhiều mặt hàng nông sản của huyện đã được người tiêu dùng biết đến với sự tham gia bao tiêu của doanh nghiệp như vùng sản xuất rau an toàn ở xã Khánh Thành, Khánh Hội, Khánh Hồng. Nhờ biết khai thác lợi thế về thổ nhưỡng của địa phương, trong những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã mạnh dạn trồng các loại cây có múi, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2018, toàn huyện ước thu 50 tỷ đồng từ cây có múi. Toàn huyện Phù Cừ có 220 ha cây có múi, chủ yếu là cam canh, cam Hưng Yên, cam bố hạ và bưởi các loại. Các xã có diện tích lớn ở Tam Đa, Nguyên Hòa và Tiên Tiến. Hiện nay, các hộ dân đã canh tác, chăm sóc cây trồng theo hướng Việt Gáp, tuân thủ các quy trình chăm sóc từ khâu nhập giống, chuẩn bị đất trồng đến sử dụng phân hữu cơ, phân chuồng ủ mục và chủ động phòng trừ dịch bệnh, sinh vật gây hại. Điều tiết dinh dưỡng thích hợp cho cây ở từng giai đoạn phát triển nên sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng, thương lái đến thu mua tại vườn. Hiện nay, toàn huyện có khoảng 108 ha đã cho thu hoạch, năng suất trung bình khoảng 17 tấn một ha, sản lượng khoảng trên 3.000 tấn. Với giá bán dao động từ 20 đến 25.000 đồng kg, giá trị thu được từ cây có múi ước đạt khoảng 50 tỷ đồng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung chương trình. Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nam Định phối hợp với câu lạc bộ Gôn tỉnh trao tặng quà và học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt của 10 huyện thành phố. Theo đó, 50 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là con hộ nghèo, mồ côi cha mẹ nhưng có thành tích học tập tốt, được Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh và câu lạc bộ Gôn Nam Định trao học bổng và quà Tết, mỗi suất học bổng 1 triệu đồng. 15 học sinh được Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh và câu lạc bộ Gôn Nam Định trao tặng xe đạp. Đây là những món quà thiết thực, ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về, động viên các em khắc phục hoàn cảnh, tiếp tục vươn lên học tốt. Thời gian qua, cùng với một số trường đại học và cao đẳng trong tỉnh, sinh viên trường đại học Hải Dương đã đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền vệ sinh xanh sạch đẹp tại trường, đoàn thanh niên còn tổ chức cho sinh viên đi tuyên truyền để người dân dùng túi ni lông tự hủy thay thế cho túi ni lông khó phân hủy. Không chỉ tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và tác dụng của túi ni lông tự hủy qua các hội thi, sinh viên trường Đại học Hải Dương còn trực tiếp đi phát túi cho người dân tại khu vực chợ lớn, chợ Tân Kim và chợ Thanh Bình, thành phố Hải Dương, qua đó giúp cho người dân thay đổi hành vi tập quán và chú trọng đến việc sử dụng túi ni lông tự hủy để bảo vệ và làm sạch môi trường. Cứ đi chợ là bây giờ cô cứ có cái thói quen là cô cứ xách làm. Thế thì là về cái thứ nhất là cũng để đỡ phải mất công vứt rác. Cái thứ hai nữa là cũng để bảo vệ môi trường được tốt. Mà bây giờ mà nếu như là cái túi này mà bán ở trên thị trường ấy, thì các cô mua về cái này, cái thứ nhất là đựng thức ăn thì nó rất là tốt, nó không bị ô nhiễm. Cái thứ hai nữa là nếu như cái túi này mà nó lại tự tiêu hủy được thì giúp cái sự là bảo vệ môi trường là rất tốt, nó không bị ô nhiễm. Hiện nay vấn đề môi trường đang được xã hội quan tâm. Những việc làm thiết thực của sinh viên trường Đại học Hải Dương đang có tác động tích cực nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thời gian tới, cùng với sự vào cuộc của các cấp các ngành, sinh viên các trường đại học cao đẳng trong tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường, thu gom xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật và kiểm soát các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Trong những năm gần đây, phong trào nghiên cứu khoa học,
trong học sinh đã được các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chú trọng phát động, qua đó giúp các em phát huy năng lực sáng tạo và niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2018-2019 có 148 học sinh đến từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó có 75 sản phẩm tập thể và 16 sản phẩm cá nhân, 67 sản phẩm của 24 trường trung học phổ thông. Những sản phẩm dự thi của học sinh có nhiều ý tưởng sáng tạo để vận dụng giải quyết các vấn đề cụ thể sát với thực tiễn cuộc sống hàng ngày. Với sự quan tâm của các trường học đến công tác nghiên cứu khoa học, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn là những minh chứng cụ thể nhất cho việc đổi mới phương pháp dạy học, gắn lý thuyết với thực hành, giúp học sinh tích cực và chủ động hơn trong học tập. Những ngày cận Tết Nguyên đán, lượng rượu bia tiêu thụ lại tăng cao. Tình trạng lạm dụng rượu bia đang kéo theo nguy cơ ngộ độc rượu, loạn thần do rượu và nhiều bệnh nguy hiểm khác, ghi nhận tại một số bệnh viện ở tỉnh Thái Bình. Khoa nghiện chất Bệnh viện Tâm thần Thái Bình hiện có trên 30 bệnh nhân loạn thần do rượu đang điều trị. Theo các bác sĩ, sau Tết Nguyên đán, số bệnh nhân vào khoa có nguyên nhân do rượu sẽ còn tăng lên. Khi bệnh nhân đang loạn thần do rượu vào với chúng tôi thì thường biểu hiện những triệu chứng rất rầm rộ như kích động này, rồi run chân tay này, vã mồ hôi này, cũng như là la hét, cũng như là có khi là còn chống đối đánh lại cán bộ nhân viên y tế. Có nhiều trường hợp thì cứ nhìn những cái hình ảnh gì bất thường mà người ngoài mình không nhìn được đấy, hoặc nhìn thấy những cái đám đông đến đuổi bắt mình thì làm cho những cái bệnh nhân đấy là no sợ, có lúc là tìm cách là ẩn nấp vào những cái gầm giường hoặc gì đó đấy. Bệnh nhân này thì thường đêm không ngủ và đấy nhiều lúc có khi là đi lang thang ở ngoài đường. Còn tại khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, thời điểm trước và sau Tết thường là giai đoạn số ca ngộ độc rượu tăng khoảng từ 30 đến 40% so với ngày thường. Bệnh nhân bị ngộ độc rượu chủ yếu trong độ tuổi lao động từ 20 đến 50 tuổi. Nhiều bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan, một số người xuất huyết tiêu hóa, viêm tụy cấp. Ngộ độc rượu theo tôi nghĩ thì nguyên nhân do cả hai phía, một là do chất lượng rượu. Chất lượng rượu thì thường là những rượu không rõ nguồn gốc hoặc là những rượu mà pha lẫn hầu như là các chất công nghiệp ấy. Ngoài ra còn là bệnh nhân uống quá nhiều trong một thời gian dài. Theo đánh giá về tình trạng lạm dụng bia rượu tại Việt Nam, cứ 4 người thì một người sử dụng rượu bia ở mức độ có hại. Cùng với sự biến đổi về nhân cách, cảm xúc, tư duy, thói quen uống rượu bia phản khoa học đang làm tăng nguy cơ gây tai biến, bệnh tim mạch, thậm chí tử vong. Rượu bia là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh và nguyên nhân gián tiếp của 200 loại bệnh tật, chấn thương và tai nạn. Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý khác. Năm 2018, các lực lượng là thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hưng Yên về phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại đã kiểm tra xử lý với số tiền thu nộp ngân sách tăng trên 100% so với năm 2017. Năm 2018, các lực lượng là thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã xử lý 1.640 vụ vi phạm hành chính, giảm 504 vụ so với năm 2017. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 180 tỷ đồng, tăng trên 100% so với năm 2017. Trong đó, số tiền phạt bổ sung, tiền truy thu, truy hoàn thuế chiếm lớn nhất với số tiền trên 125 tỷ đồng, tiền phạt hành chính 52,7 tỷ đồng, tiền bán hàng tịch thu gần 2,8 tỷ đồng. Trước vấn nạn các vụ tai nạn giao thông do các phương tiện xe ô tô gây ra có chiều hướng ngày càng gia tăng, cùng với lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước, Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh tổ chức ra quân kiểm tra tình trạng lái xe container và các loại xe ô tô khác sử dụng rượu bia, ma túy. Công tác kiểm tra này chỉ là một phần nhỏ trong quá trình quản lý, xử lý dứt điểm tình trạng lái xe sử dụng ma túy, rượu bia khi lái xe. Điều quan trọng nhất là công tác quản lý tổ chức lao động cho người lái xe, đơn vị sử dụng phải cung cấp đầy đủ mọi điều kiện lao động và bảo vệ sức khỏe đúng pháp luật cho lái xe. Ví dụ, không lái xe liên tục quá 4 tiếng, không lái quá 10 tiếng một ngày, được khám sức khỏe định kỳ. Đi cùng với đó là lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người điều khiển phương tiện container về tác hại của ma túy và rượu bia khi lái xe. Thực hiện cao điểm tổng kiểm tra đối với xe container và xe khách trên địa bàn huyện Thuận Thành, nhất đặc biệt là quốc lộ 17, thì đội đã xác định đây là cái nhiệm vụ quan trọng trong cái thời gian trước, trong, sau Tết Nguyên đán để đảm bảo cho người dân
vui tươi đón Tết, đường thông hệ thoáng. Thì anh em đã xác định là cái chuyên đề này sẽ là làm xuyên suốt cả quá trình trước, trong, sau Tết và tiếp theo nữa để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh quyết liệt tổ chức đợt ra quân tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội xuân 2019. Mục tiêu quan trọng của đợt cao điểm này là phòng ngừa, hạn chế tai nạn và ùn tắc giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và ùn tắc giao thông kéo dài. Lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ huy động tối đa lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, khai thác tối đa hiệu quả hệ thống giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đã được trang bị vào việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn. Đoàn liên ngành Ban chỉ đạo vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hải Dương vừa tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội mùa xuân năm 2019 tại thị xã Chí Linh. Qua kiểm tra cho thấy, mặc dù thị xã Chí Linh đã kiện toàn ban chỉ đạo tới cấp cơ sở, công tác tuyên truyền thanh tra kiểm tra tại các cơ sở chế biến sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được đẩy mạnh. Tuy nhiên hiện thị xã chưa phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên ban chỉ đạo trong tổ chức triển khai, vấn đề phó mặc cho ngành y tế. Việc tổ chức ký cam kết an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố tại xã phường còn yếu, đồng thời công tác kiểm tra thực phẩm đầu vào chưa được thường xuyên. Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn chưa chấp hành nghiêm quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Nam kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội xuân tại huyện Thanh Liêm và huyện Kim Bảng. Năm 2018, công tác an toàn thực phẩm luôn được các cấp các ngành trong huyện quan tâm, nhận thức của người dân được nâng lên, công tác kiểm tra có trọng tâm đã xử lý kịp thời những cơ sở có hành vi vi phạm. Ngành y tế huyện đã tổ chức 36 buổi nói chuyện chuyên đề an toàn thực phẩm, kiểm tra 623 cơ sở và xử phạt 4 cơ sở vi phạm. Sau khi làm việc với Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện, Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh đã trực tiếp kiểm tra cơ sở sản xuất rượu tại xã Thanh Hà. Tại đây, đoàn đã tuyên truyền nhắc nhở các chủ cơ sở và người dân tiếp tục thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm, giảm thiểu các vụ ngộ độc do sử dụng thực phẩm không an toàn. Thưa quý vị và các bạn, đấu tranh với các hành vi gian dối, sai phạm về an toàn thực phẩm vẫn còn khá phức tạp và gian nan. Không thể đặt niềm tin hay trông chờ vào lương tâm của một bộ phận, những người sản xuất đã bất chấp tất cả vì lợi nhuận, họ sẵn sàng gây hại tới tính mạng của người tiêu dùng. Ghi nhận tại tỉnh Thái Bình. Đi bất kể chợ nào cũng có thể nhận thấy nỗi lo về an toàn thực phẩm. Thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm ngâm tẩm hóa chất, thực phẩm nhập lậu khiến người tiêu dùng luôn lo lắng. Luôn là luôn chứ sợ là ô nhiễm môi trường này. Thứ hai nữa là thực phẩm nó không an toàn thì chúng tôi ăn trong lòng chúng tôi cũng không được yên tâm. Tôi rất lo về thực phẩm không an toàn. Nhiều khi mà tôi mua về mà thịt nó đen quá là tôi không dám luộc đổ nước đi, nhưng mà tôi không dám ăn. Vấn nạn thực phẩm bẩn có xu hướng gia tăng. Các đối tượng sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn hoạt động ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Trong khi đó, việc quản lý, thanh tra, kiểm tra và phòng chống thực phẩm bẩn của các cơ quan hữu quan còn nhiều khó khăn, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe, người dân chưa kiên quyết với việc ngăn ngừa vi phạm an toàn thực phẩm. Với những cái đường dây nó vận chuyển theo quy mô lớn thì có lẽ là phải tăng cường cái chế tài và có thể là áp dụng theo cái luật hình sự vào cái lĩnh vực an toàn thực phẩm thì mới đủ sức được răn đe những cái tổ chức cá nhân mà vi phạm nhiều lần. Để bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội xuân 2019, ngày 7 tháng 1 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành chỉ thị số 03 yêu cầu các ngành chức năng phối hợp cùng các huyện, thành phố tăng cường thực thi pháp luật. Thế nhưng vẫn còn những địa phương thờ ơ với việc thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm, thậm chí dồn trách nhiệm cho cơ quan chuyên ngành. Một số địa phương thì cũng còn nơ nà, mất cảnh giác hoặc là vẫn còn có sự nể nang, e dè trong cái việc kiểm tra, giám sát hoặc là sự vào cuộc còn ngại va chạm với người dân xung quanh. Đấy, thì cũng rất là khó khăn trong cái việc là triển khai, thực hiện hoặc là xử lý các cái vi phạm nghiêm trong các cái lần mà chúng tôi thanh tra, kiểm tra.
Ngăn chặn thực phẩm bẩn đòi hỏi sự nỗ lực chung chứ không phải trách nhiệm của một riêng ai. Nếu vẫn với tư tưởng bàng quan, coi nhẹ thì hậu quả sẽ là khó lường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.